Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Không còn đe dọa, Israel ồ ạt tấn công trả đũa Iran khiến thủ đô Tehran rung chuyển. Giữa đêm khuya, khi bầu trời Tehran bị nhuốm màu khói lửa, tiếng nổ chát chúa vang lên như sấm rền. Vào khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 10, ít nhất 7 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Iran cũng như khu vực Karaji lân cận. Israel, với quyết tâm không khoan nhượng, đã xác nhận rằng họ đang thực hiện một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng âm thanh của những vụ nổ mạnh mẽ dội vào thành phố, trong khi hãng thông tấn IRNA nhanh chóng báo cáo rằng không có thương vong nào được ghi nhận. Mặc dù không có lời bình luận chính thức nào từ chính quyền Tehran về nguồn gốc của các vụ nổ, nhiều phương tiện truyền thông Iran khẳng định rằng đó là do hệ thống phòng không hoạt động đang gấp rút triển khai để bảo vệ bầu trời. Trong một tuyên bố chính thức, lực lượng quốc phòng Israel IDF không giấu giếm mục tiêu của mình. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công. Cùng lúc đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng chưa có vụ nổ nào tại các căn cứ quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ở phía Tây và Tây Nam Tehran, mà những âm thanh được nghe thấy lại liên quan đến hoạt động của hệ thống phòng không. Khi những thông tin này được lan truyền, kênh tin tức 12 của Israel thông báo về làn sóng tấn công thứ hai đã bắt đầu, dẫn nguồn từ các vụ nổ ở thành phố Shiraz, miền trung Nam Iran. Mặc dù không cung cấp chi tiết cụ thể nào, nhưng sự căng thẳng trong khu vực đã gia tăng chóng mặt. Trong khi đó, Giám đốc sân bay quốc tế Imam Khomeini vẫn khẳng định rằng sân bay hoạt động bình thường, không có sự cố an ninh nào xảy ra. Nhưng không khí lo lắng và bất an vẫn bao trùm Tehran khi mọi người đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc đối đầu này. Đêm kinh hoàng ở Beirut, Israel ồ ạt đánh thẳng 17 cuộc không kích. Trong đêm 23 tháng 10, Beirut chìm trong bạo lực khi Israel tiến hành 17 cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô. Theo thông tin từ hãng tin NNA của Liban, hàng loạt cuộc tấn công đã san phẳng 6 tòa nhà và nhắm vào các văn phòng của đài truyền hình Al-Mayadin, nơi có liên hệ với Iran. Tòa nhà chung cư tại khu phố Zina, nơi đặt văn phòng đài này, bị tấn công bằng 2 quả rocket, dẫn đến hỏa hoạn và phá hủy hoàn toàn. Cuộc không kích diễn ra sau khi người phát ngôn quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán, nhưng không có cảnh báo nào được đưa ra cho khu vực Zina, nơi đang yên ả trước khi trở thành mục tiêu tấn công. Theo Bộ Y tế Liban, sự kiện này đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Trong khi Israel tiếp tục các cuộc không kích, Hezbollah đã công bố rằng lực lượng của họ đã lần đầu tiên phóng tên lửa dẫn đường chính xác vào các mục tiêu liên quan đến Israel. Các máy bay chiến đấu của Israel cũng đã tấn công nhiều tòa nhà ở thành phố Tire, nơi khói bốc lên dày đặc từ những tòa nhà dân cư. Tire, một thành phố lịch sử được UNESCO công nhận, chứng kiến các tòa nhà cổ nằm giữa những di sản văn hóa như trường đua ngựa và các địa điểm liên quan đến người Phoenicia cổ đại bị tấn công. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân di chuyển về phía bắc sông Awali, cảnh báo rằng có tài sản của Hezbollah trong khu vực này, mặc dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tại Tire, theo đài Al Jazeera, không có báo cáo về thương vong, nhưng trước đó một cuộc không kích vào thị trấn Ma'arake gần đó đã khiến 3 người thiệt mạng. Phó giáo sư Mohammad Bazzi tại Đại học New York nhận định rằng đòn tấn công của Israel gợi nhớ đến các chiến lược mà họ đã sử dụng ở Gaza, nơi Israel thường xuyên ném bom ồ ạt và yêu cầu dân thường sơ tán. Hàng trăm gia đình từ các làng ở miền nam Liban đã tìm nơi ẩn náu tại Tire, nhưng giờ đây nguy hiểm vẫn đang rình rập. Israel đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tấn công trả đũa Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tuyên bố vào ngày 23 tháng 10 rằng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ nhằm vào Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel vào ngày 1 tháng 10, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp thứ hai của Tehran trong vòng 6 tháng. Trong video phát biểu tại căn cứ không quân Hatzirim, ông Gallant khẳng định, sau khi tấn công Iran, mọi người sẽ hiểu được sức mạnh của Israel. Bất kỳ kẻ thù nào cố gắng gây hại cho chúng tôi sẽ phải trả giá đắt. Tình hình khu vực đang trở nên căng thẳng khi Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Liban, đặc biệt sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc tấn công vào trụ sở của nhóm này ở Beirut. Trong bối cảnh này, Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột leo thang hơn nữa. Ngoại trưởng Antony Blinken cảnh báo rằng các hành động trả đũa của Israel không nên làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã cảnh báo công dân Israel về khả năng xảy ra tấn công khủng bố tại Sri Lanka, kêu gọi họ rời khỏi một số khu vực du lịch và thận trọng trong các hoạt động công cộng. Tình hình đang diễn biến nhanh chóng và mọi động thái đều có thể dẫn đến những phản ứng không lường trước được trong khu vực. Mỹ cử Ngoại trưởng đến Trung Đông, nỗ lực hạ nhiệt xung đột. Ngày 22 tháng 10,
ngay khi Hezbollah bắn một loạt rocket vào Israel, tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những quả rocket lao về căn cứ Gilgalot của đơn vị tình báo quân sự Israel, khu vực Nirit gần thị trấn Tel Aviv và một căn cứ hải quân ngoài khơi Haifa. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết khoảng 5 quả rocket từ Lebanon đã bay vào miền trung Israel sáng sớm hôm đó với hầu hết bị chặn lại. Vụ tấn công đã khiến một người bị thương nhẹ và gây thiệt hại cho một số tài sản gần thị trấn Cizre. Diễn biến này xảy ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đặt chân đến Israel trong chuyến công du thứ 11 của ông tới khu vực kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát tại dải Gaza vào tháng 10 năm 2023. Ông Blinken có kế hoạch gặp Thủ tướng Netanyahu và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột, đồng thời đối phó với các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran. Chuyến thăm này không chỉ tập trung vào việc khôi phục đàm phán hòa bình, mà còn nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn thị trường dầu mỏ và ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Sau đó, ông đã đến Jordan để thảo luận về viện trợ nhân đạo cho dải Gaza và tiếp tục tới Qatar để bàn về an ninh và tài tiết khu vực sau xung đột. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng sự bất đồng giữa Israel và Hamas vẫn sâu sắc và việc đạt được nhượng bộ trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới là điều khó khăn. Cuộc khủng hoảng đang leo thang và hy vọng tìm kiếm hòa bình vẫn còn xa vời. Israel không kích trụ sở tình báo Hezbollah. Ngày 20 tháng 10, Israel đã phát động một cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào trụ sở tình báo của Hezbollah tại Beirut nhằm tiêu diệt những mục tiêu chiến lược. Đòn tấn công này không chỉ nhắm vào cơ sở tình báo mà còn vào một xưởng sản xuất vũ khí ngầm. Kết quả là 3 thành viên cấp cao của Hezbollah đã bị hạ gục, bao gồm chỉ huy mặt trận phía Nam Ahad Abbas Salami và 2 chuyên gia quan trọng khác. Chỉ ít lâu sau, Hezbollah đã không để yên. Họ đáp trả bằng khoảng 100 quả rocket nhắm vào Israel, gây ra tình trạng báo động khẩn cấp ở các khu vực Galilee. Còi báo động vang lên và mặc dù một số rocket bị bắn hạ, nhiều quả vẫn lọt qua phòng không, rơi xuống lãnh thổ Israel, gây ra hỏa hoạn và buộc lực lượng cứu hỏa phải vào cuộc. Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel đã làm bùng lên khói mù mịt ở khu vực Haaretz Peretz, nơi có tòa nhà dân cư gần bệnh viện Batman bị ảnh hưởng. Thông tin về thương vong vẫn chưa được xác nhận chính thức từ Hezbollah. Tình hình đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài, bắt nguồn từ sự hỗ trợ của nhóm này dành cho Hamas ở dải Gaza. Giao tranh này đã để lại hậu quả nặng nề với hơn 2.400 người thiệt mạng và 1,2 triệu người phải di dời ở Lebanon, trong khi 59 người đã thiệt mạng ở miền Bắc Israel và cao nguyên Golan. Căng thẳng biên giới chưa bao giờ ngừng gia tăng, báo hiệu một cuộc xung đột còn lâu mới có hồi kết. Thủ lĩnh tiềm năng Hezbollah bị Israel hạ sát. Trong một thông báo gây chấn động, Israel xác nhận rằng Hessem Safieddine, thủ lĩnh tiềm năng của Hezbollah, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích vào Beirut vào đầu tháng 10, là người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah và cũng là anh em họ của Hassan Nasrallah. Safieddine được xem là người kế nhiệm tiềm năng sau khi ông Nasrallah gặp nguy hiểm. Theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF, ông đã bị hạ sát cùng với Hossein Ali Hazima, người đứng đầu bộ phận tình báo của Hezbollah, trong một cuộc không kích nhắm vào trụ sở tình báo ngầm ở Dahiyeh, khu vực dân cư đông đúc phía nam Beirut. Trong cuộc tấn công đó, IDF ước tính có hơn 25 thành viên bộ phận tình báo của Hezbollah có mặt tại hiện trường, bao gồm nhiều chỉ huy cấp cao. Sau cuộc không kích, Safieddine mất liên lạc và đến nay IDF mới có thể xác nhận cái chết của ông, trong khi Hezbollah vẫn chưa công bố thông tin này. Được biết đến với vai trò phát ngôn viên của Hezbollah trong năm qua, Safieddine thường đại diện cho tổ chức trong các sự kiện công cộng, đặc biệt khi Nasrallah phải tránh xa vì lý do an ninh. Ông cũng là quan chức đầu tiên của Hezbollah lên tiếng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong bối cảnh cuộc xung đột đang leo thang, IDF ước tính đã có hơn 1.500 tay súng Hezbollah thiệt mạng, làm tăng thêm sự căng thẳng trong khu vực. Israel tấn công dữ dội, Thủ tướng Netanyahu chỉ ra sai lầm cay đắng của Hezbollah. Trong một diễn biến căng thẳng không thể lường trước, Israel đã phát động cuộc tấn công không kích mạnh mẽ vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 19 tháng 10. Hành động này xảy ra ngay sau khi lực lượng Hezbollah bắn hàng loạt tên lửa vào miền Bắc Israel, tạo ra làn sóng hoảng loạn trong cộng đồng dân cư.
Theo thông tin từ quân đội Israel, một trong ba máy bay không người lái UAV phóng từ Lebanon đã nhắm thẳng vào nhà nghỉ dưỡng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại thị trấn Sizeh. May mắn thay, ông Netanyahu không có mặt tại đó vào thời điểm bị tấn công và không có thương vong nào xảy ra. Lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định rằng hai UAV còn lại đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, trong ngày hôm đó, hơn 100 tên lửa đã được phóng từ Lebanon vào miền Bắc Israel. Hậu quả là một người đã thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương. Phát biểu về vụ tấn công nhằm vào nhà nghỉ dưỡng của mình, Netanyahu không ngần ngại nói, những lực lượng ủy nhiệm của Iran đã phạm phải một sai lầm cay đắng khi cố ám sát tôi và vợ tôi. Ông cảnh báo rằng cuộc tấn công này sẽ không làm ông lùi bước và nhấn mạnh rằng mọi kẻ gây hại cho người Israel sẽ phải trả giá đắt. Hezbollah, trong khi không nhận trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công UAV vào nhà nghỉ dưỡng của Netanyahu, đã xác nhận việc thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các khu vực phía Bắc và miền Trung Israel. Điều này đã khiến các nhà phân tích quân sự và phóng viên chú ý. Một phóng viên của Al Jazeera nhận định rằng vụ tấn công bằng UAV đã dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng trong các cơ quan an ninh Israel. Họ bày tỏ sự lo lắng về việc một UAV có thể bay tới 70 km từ biên giới Lebanon mà không bị phát hiện, cho thấy rõ ràng sự yếu kém trong khả năng phòng thủ của Israel. Khi còi báo động vang lên khắp miền Bắc Israel, từ Galilee cho đến thành phố cảng chiến lược Haifa, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Haifa không chỉ là một cảng quan trọng mà còn là căn cứ hải quân chính của Israel, trở thành một trong những tâm điểm lo ngại. Vào cuối ngày 19 tháng 10, Bộ Y tế Công cộng Lebanon đã công bố số liệu về 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong cuộc không kích của Israel vào một khu chung cư ở thị trấn Balow, cách thủ đô Beirut khoảng 74 km. Những cuộc tấn công này đã khiến tình hình tại Lebanon thêm phần nghiêm trọng. Ngoài cuộc tấn công ở Balow, các máy bay chiến đấu của Israel cũng nhắm đến khu phố Haret Heret, một trong những khu vực đông dân cư của Beirut, cũng như khu phố Anumara ở Tue Ifat. Quân đội Israel khẳng định rằng họ nhắm đến các mục tiêu của Hezbollah. Điều này càng làm tăng thêm căng thẳng giữa hai bên. Theo các cơ quan y tế Lebanon, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã lên tới con số đáng báo động, ít nhất 2.448 người kể từ đầu tháng 10 năm 2023. Tình hình chiến sự tiếp tục leo thang, với mỗi bên đều có những động thái mạnh mẽ nhằm khẳng định sức mạnh của mình. Cuộc xung đột dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngày càng diễn ra trong một vòng xoáy bạo lực mới, khi cả hai bên đều quyết tâm theo đuổi các mục tiêu chiến lược của mình. Israel, Hezbollah giấu 500 triệu đô la Mỹ tiền vàng bên dưới bệnh viện. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Israel đã cáo buộc Hezbollah giấu hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng trong một bong ke bí mật dưới bệnh viện Sahi ở ngoại ô phía nam Beirut. Tình hình này trở nên nghiêm trọng khi Israel mở rộng chiến dịch tấn công nhằm làm suy yếu tài chính của lực lượng do Iran hậu thuẫn. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari tuyên bố rằng một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là hầm ngầm chứa hàng chục triệu đô la Mỹ và vàng được dùng để tài trợ cho các cuộc tấn công vào Israel. Dù vậy, Israel không cung cấp bằng chứng cụ thể về số tiền và vàng này mà chỉ công bố video ghi lại hình ảnh bong ke dưới bệnh viện, từng là nơi ẩn náu của cựu tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah. Hagari khẳng định rằng có ít nhất nửa tỷ đô la Mỹ đang bị giấu kín và cảnh báo rằng số tiền này vẫn có thể được sử dụng cho các hoạt động tấn công. Ông cũng kêu gọi chính quyền Lebanon và các tổ chức quốc tế can thiệp để ngăn chặn Hezbollah sử dụng tiền cho mục đích quân sự, đồng thời nhấn mạnh rằng IDF chỉ nhắm đến Hezbollah, không phải người dân Lebanon. Trong khi đó, Israel phát đi cảnh báo cho cư dân Dahiyeh rằng họ sẽ sớm tấn công các tòa nhà trong khu vực, khuyến cáo người dân di chuyển ra xa ít nhất 500 mét. Lo lắng trước những đợt tấn công sắp tới, nhiều người đã bắt đầu sơ tán, mặc dù IDF cam kết không tấn công bệnh viện. Đúng như dự đoán, cuộc không kích bắt đầu chỉ một giờ sau cảnh báo, tiếng nổ lớn vang lên khắp khu vực, tạo ra bầu không khí hoang mang. Một trong những vụ không kích diễn ra ngay trước lối vào bệnh viện, trường đại học Rafik Hariri, nơi được xem là bệnh viện công lớn nhất Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và 24 người khác bị thương. Hậu quả của vụ nổ là thiệt hại lớn đối với cơ sở y tế này. Sự gia tăng các cuộc tấn công đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong cộng đồng dân cư Beirut về khả năng các bệnh viện sẽ trở thành mục tiêu. Đây đã là đêm thứ hai liên tiếp mà Beirut hứng chịu những đợt không kích dữ dội.
Israel đã thực hiện hơn 15 cuộc tấn công vào các tổ chức ngân hàng liên quan đến Hezbollah, khiến tình hình an ninh tại khu vực trở nên cực kỳ căng thẳng và bất ổn. Tổng thống Putin nói về việc binh lính Triều Tiên đến Nga. Tổng thống Vladimir Putin không phủ nhận cáo buộc của Mỹ rằng Triều Tiên đã gửi quân đến Nga, nhưng đề cập đến điều khoản phòng thủ chung hai nước. Khi được hỏi về hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của quân đội Triều Tiên, ông Putin nói, hình ảnh là một vấn đề lớn, nếu có hình ảnh thì chúng phản ánh điều gì đó. Nhưng ông cho biết các sĩ quan và huấn luyện viên NATO đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine và chính phương Tây làm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi biết những ai có mặt ở đó, từ những quốc gia NATO châu Âu nào và họ thực hiện công việc này như thế nào. Người đứng đầu Điện Kremlin đã đề cập cụ thể đến điều 4 của thỏa thuận hợp tác giữa Nga với Triều Tiên liên quan đến vấn đề phòng thủ chung. Trong khi đó, một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc cho biết những lời khẳng định của Mỹ và Hàn Quốc về việc Triều Tiên gửi quân đội đến Nga là tin đồn vô căn cứ. Theo hãng tin Reuters, trước đó Mỹ cho rằng ít nhất 3.000 binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện tại 3 căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine hôm 24 tháng 10 cho rằng các đơn vị quân sự đầu tiên của Triều Tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai tại khu vực Kursk, khu vực biên giới của Nga. Đây là nơi lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào tháng 8. Điện Kremlin trước đó bác thông tin về việc triển khai quân đội Triều Tiên đến Nga. Tuy nhiên, hôm 24 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc của Moscow. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết tổng cộng khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Junus Bekzepkurov chịu trách nhiệm giám sát việc huấn luyện quân đội Triều Tiên, theo cơ quan này. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng cho hay Triều Tiên đã điều động 3.000 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để huấn luyện, có thể sẽ được triển khai để chiến đấu. Trong một diễn biến liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho nước này 800 triệu đô la viện trợ quân sự để sản xuất máy bay không người lái UAV. Theo Kyiv Independent, tuyên bố trên đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hôm 21 tháng 10. Mỗi cuộc họp với các đối tác của chúng tôi đều liên quan đến các cuộc thảo luận về tổ hợp công nghiệp quốc phòng, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu buổi tối. Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Kiev. Tại cuộc gặp, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không HIMARS và đạn pháo 155mm, cùng với các loại vũ khí và thiết bị huấn luyện khác. Điều này đặc biệt quan trọng trước khi mùa đông bắt đầu, vì Nga vẫn chưa từ bỏ ý định nhấn chìm Ukraine vào giá lạnh và bóng tối. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustam Umerov cho biết tại một sự kiện khác. Trong một bình luận được đăng trên Newsweek cùng ngày, cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA David Petraeus cho rằng 400 triệu đô la nói trên là rất đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn Nga đạt được những bước tiến nhỏ. Những gì chúng ta cần làm, tất cả chúng ta cùng nhau, là cố gắng giúp Ukraine ngăn chặn những bước tiến của Nga trên tiền tuyến, ông Petraeus nói. Theo ông Petraeus, Ukraine đang kiềm chế Nga rất hiệu quả, nhưng phía Nga cũng đang đạt được những thành quả gia tăng hàng ngày. Điều này sẽ tích lũy theo thời gian. Ông Petraeus cho rằng Mỹ cần giúp Ukraine thay đổi hoàn cảnh đó, cho phía Nga thấy họ không thể tiếp tục đạt được tiến bộ lợi ích với một chi phí chấp nhận được. Khi đó lệnh ngừng bắn mới có thể đạt được. Ông Petraeus cũng khuyến nghị chính quyền Mỹ nới lỏng các hạn chế đối với các hệ thống tên lửa chiến thuật được gửi đến Ukraine, vốn cho phép Kyiv tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Cựu giám đốc CIA cho rằng Mỹ nên tập trung nhiều hơn vào Biển Đen vì Ukraine thiếu sức mạnh hải quân. Tổng thống Nga hoan nghênh tuyên bố của ông Trump về Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan, Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24 tháng 10 cảnh báo phương Tây thật ảo tưởng khi nghĩ rằng Moscow có thể bị đánh bại trên chiến trường và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với một số khu vực rộng lớn trên lãnh thổ Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về khoản viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine và tuyên bố nếu đắc cử, ông có thể chấm dứt giao tranh chỉ trong vài giờ.
Ông Putin cho biết, cựu Tổng thống Trump đã nói về mong muốn làm mọi thứ để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tôi nghĩ ông ấy chân thành. Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh những tuyên bố như thế này, bất kể đến từ ai. Một số nhà phân tích tin rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 có thể rất quan trọng đối với các mối quan hệ trong tương lai và cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin cho biết Moscow sẵn sàng xem xét các sáng kiến hòa bình và hoan nghênh các đề nghị làm trung gian. Tuy nhiên, ông cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải xem xét thực tế trên thực địa. Tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi nền hòa bình công bằng ở Ukraine phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cũng thúc giục chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh ở Gaza, Liban và Sudan. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo về những thách thức nghiêm trọng trên thế giới và cho biết ông hy vọng các nước thuộc khối BRICS có thể là lực lượng ổn định cho hòa bình. Tổng thống Mỹ tương lai được tiết lộ qua chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán. Chỉ số chứng khoán S&P 500 thời điểm 3 tháng trước bầu cử có thể dự đoán chính xác 83% kết quả ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Theo phân tích của công ty dịch vụ tài chính LPL Financial, kể từ năm 1928, S&P 500, chỉ số theo dõi hiệu suất hoạt động của 500 công ty lớn nhất được niêm yết tại Mỹ đã chỉ ra chính xác người chiến thắng của 20 trong số 24 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Phân tích của LPL Financial nêu rõ, bất cứ khi nào S&P 500 cho kết quả tăng trưởng dương trong 3 tháng trước cuộc bầu cử, thì khả năng cao đảng đang kiểm soát Nhà Trắng sẽ tiếp tục ở lại. Ví dụ, trong 3 tháng trước bầu cử năm 2008, S&P 500 đã giảm 24,8%. Kết quả, đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và ứng viên Barack Obama trở thành tân Tổng thống Mỹ, chấm dứt quyền kiểm soát Nhà Trắng của đảng Cộng Hòa sau 8 năm. Ngược lại, khi thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng tiêu cực với mức lợi nhuận âm trong 3 tháng trước cuộc bầu cử, nó sẽ là điềm báo đảng đang ở Nhà Trắng sẽ ra đi. Chẳng hạn, chỉ số S&P 500 đã giảm 2,3% trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump đã trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, kết thúc 8 năm nắm Nhà Trắng của đảng Dân Chủ. Tổng hợp từ Al Jazeera cũng cho hay khi cổ phiếu Mỹ tăng trong 3 tháng trước ngày bầu cử, đảng nắm Nhà Trắng tiếp tục ở lại trong 12 trên 15 cuộc bầu cử. Mặt khác, đảng kiểm soát Nhà Trắng đã thua 8 trong 9 lần gần đây nhất khi thị trường ở mức tiêu cực trước khi bỏ phiếu. Hiện thời, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống và chỉ số S&P 500 đã tăng 11,8% kể từ đầu tháng 8. Giả sử cổ phiếu Mỹ không giảm mạnh vào những ngày cuối cùng, thì xu hướng lịch sử rõ ràng đang có lợi cho ứng viên Dân Chủ Harris. Tuy nhiên, các chuyên gia LPL Financial vẫn cảnh báo rằng thị trường vẫn luôn biến động khó lường và cũng có thể cho ra những kết quả trái ngược. Ví dụ điển hình là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mặc dù chỉ số S&P 500 đã tăng 2,3% trước cuộc bầu cử, song đại diện của đảng kiểm soát Nhà Trắng khi đó là ông Donald Trump lại thất cử, mất ghế Tổng thống vào tay ông Joe Biden của đảng Dân Chủ. Trên thực tế, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang bám đuổi sát nút. Do đó, nhiều nhà quan sát tin rằng kết quả thắng thua sẽ xích sao ít nhất trong nhiều thập kỷ. Phó Tổng thống Kamala Harris tìm kiếm sự ủng hộ từ những cử tri còn do dự ở bang Pennsylvania, trong khi ông Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch ở Georgia. Theo số liệu theo dõi từ phòng thí nghiệm bầu cử của trường Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang, bao gồm các bang chiến trường là Bắc Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Theo hãng tin Reuters, ông Trump hôm 23 tháng 10 phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Zebulon, bang Georgia. Số phiếu bầu ở Georgia đang cao kỷ lục. Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể vực dậy nước Mỹ. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra khi Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump vẫn bám đuôi xích sao ở 7 bang chiến trường, khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 15 tháng 10. Sau thành phố Zebulon, ông Trump đã đến Duluth, bang Georgia,
để tham gia một cuộc vận động tranh cử khác với cựu ứng viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. Hai bang Pennsylvania và Georgia nằm trong số 7 bang chiến trường sẽ quyết định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, và cả hai ứng viên có khả năng sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong chiến dịch tranh cử để đến những bang này. Bà Harris đang dẫn trước cựu tổng thống với tỷ lệ 46% so với 43% trên toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters. Năm nay, số cử tri đảng Cộng hòa tham gia bầu cử sớm tăng đáng kể, có thể là do lời kêu gọi từ ứng viên tổng thống Donald Trump. Theo số liệu của trường đại học Florida, tại các bang mà cử tri đăng ký theo đảng, khoảng 47% người đi bầu cử sớm ủng hộ đảng Dân Chủ, 33% ủng hộ đảng Cộng hòa. Tại các bang chiến trường, mức chênh lệch này nhỏ hơn nhiều. Ông Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại trường đại học Florida, nói rằng số liệu cho thấy hầu hết cử tri bỏ phiếu sớm đều là người có khuynh hướng cao tham gia bầu cử, đồng nghĩa không phải là cử tri mới. Họ từng bỏ phiếu năm 2020 hoặc đã quyết định bầu ai và muốn thực hiện sớm. Việc bỏ phiếu sớm giúp cử tri chủ động hơn bởi họ có thể gặp việc bận rộn vào ngày bầu cử, ngày 5 tháng 11 tới, hoặc bị cản trở bởi thời tiết, sức khỏe nên không thể đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm còn giúp chiến dịch tranh cử các bên sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn bởi họ chỉ còn nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Ông Trump được cho là đang có ưu thế trong khối cử tri bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tác động từ những xu hướng này đến kết quả bầu cử chung cuộc. Phó Tổng thống Kamala Harris tìm kiếm sự ủng hộ từ những cử tri còn do dự ở bang Pennsylvania, trong khi ông Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch ở Georgia. Theo số liệu theo dõi từ phòng thí nghiệm bầu cử tại trường đại học Florida, gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang, bao gồm các bang chiến trường là Bắc Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Theo hãng tin Reuters, ông Trump hôm 23 tháng 10 phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Zebulon, bang Georgia. Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục. Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể vực dậy nước Mỹ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra khi Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump vẫn bám đuổi sít sao ở 7 bang chiến trường, khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Sau thành phố Zebulon, ông Trump đã đến Duluth, bang Georgia để tham gia một cuộc vận động tranh cử khác với cựu ứng viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy. Hai bang Pennsylvania và Georgia nằm trong số 7 bang chiến trường sẽ quyết định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, và cả hai ứng viên có khả năng sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong chiến dịch tranh cử để đến những bang này. Bà Harris đang dẫn trước cựu tổng thống với tỷ lệ 46% so với 43% trên toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos. Năm nay, số cử tri đảng Cộng hòa tham gia bầu cử sớm tăng đáng kể, có thể là do lời kêu gọi từ ứng viên Tổng thống Donald Trump. Theo số liệu của trường đại học Florida, tại các bang mà cử tri đăng ký theo đảng, khoảng 47% người đi bầu cử sớm ủng hộ đảng Dân Chủ, 33% ủng hộ đảng Cộng hòa. Tại các bang chiến trường, mức chênh lệch này nhỏ hơn nhiều. Ông Michael McDonald, nhà khoa học chính trị tại trường đại học Florida, nói rằng số liệu cho thấy hầu hết cử tri bỏ phiếu sớm đều là người có khuynh hướng cao tham gia bầu cử, đồng nghĩa không phải cử tri mới. Họ từng bỏ phiếu năm 2020 hoặc đã quyết định bầu ai và muốn thực hiện sớm. Việc bỏ phiếu sớm giúp cử tri chủ động hơn bởi họ có thể gặp việc bận rộn vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 hoặc bị cản trở bởi thời tiết, sức khỏe nên không thể đi bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm còn giúp chiến dịch tranh cử các bên sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Ông Trump được cho là đang có ưu thế trong khối cử tri bỏ phiếu sớm, tuy nhiên hiện chưa rõ tác động từ những xu hướng này đến kết quả bầu cử chung cuộc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.